Con chim bồ câu này luyện quyền đấm 500 lần mỗi ngày. Với cơ bắp phát triển, nó có thể nâng cả túi bánh mì lên. Phương pháp tìm kiếm thức ăn của nó cũng rất đơn giản và thô bạo. Nó trực tiếp với tay ra yêu cầu từ ông già trong công viên. Ông già chưa từng thấy con bồ câu nào hống hách như vậy. Ông già sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng con bồ câu không từ bỏ cho đến khi nó có được thức ăn. Nó bắt đầu đuổi theo ông già một cách quyết liệt. Ông già cảm thấy có chuyện không ổn, liền nhanh chóng quay lại xe của mình và đóng kín cửa sổ cửa. Sau đó ông chuẩn bị trở về nhà. Nhưng ông không ngờ rằng con bồ câu đã trốn dưới xe từ lâu. Không lâu sau khi ông trở về nhà, ông còn kiểm tra kỹ phần dưới xe hơi, nhưng không tìm thấy dấu vết của con bồ câu. Có vẻ như con bồ câu đã bị bỏ lại. Vì vậy ông ngồi yên trên ghế sofa và xem tivi. Ông già còn chuẩn bị đồ uống và bỏng ngô. Vào lúc này đồ uống bất ngờ giảm đi một cách không đáng kể. Ông vừa muốn hút vài hơi thì phát hiện đáy cốc đã bị uống mất rồi. Sau đó ông ấy muốn đi ăn bỏng ngô. Ông già sắp điên rồi. Có cần phải làm như vậy chỉ vì một miếng ăn không? Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và dường như không còn dấu vết nào nữa. Ông nhanh chóng đóng cửa sổ và trốn vào chăn mền. Đáng tiếc là cả ngày hôm nay thức ăn đã bị cướp hết, dẫn đến bây giờ đói đến chết. Vì không còn cách nào khác, ông ấy phải mạnh dạn đi tìm thức ăn. Lần này ông phát hiện tủ lạnh trong nhà đã bị mở. Không phải cửa sổ và cửa đã đóng hết rồi sao? Ngay khi ông không hiểu, một chuỗi xúc xích được kéo ra ngoài cửa. Ông già tò mò đi xem có phải là con chim bồ câu đó không. Ông già hoảng sợ đến mức bịt kín lỗ hổng, sau đó khóa tất cả các khóa. Sau khi hoàn thành, ông ấy lại đói bụng, nhưng thức ăn trong tủ lạnh đã hết sạch. Vì vậy ông chỉ có thể đặt một đơn hàng giao đồ ăn. Người giao hàng nhanh chóng đến cửa nhà ông già. Ông già có thể nhìn thấy con chim đang tập thể dục bên cạnh qua kính cửa sổ. Rõ ràng ông ấy cũng nhắm vào món đồ ăn này. Ông già phải tháo hết khóa để lấy đồ ăn trước, cũng đập mở cái tấm gỗ. Sau đó ông ấy nhanh chóng mở cửa. Ông lão sắp không chịu nổi, tên này cướp đồ còn ăn người nữa sao? Vì vậy ông ấy quyết định để cảnh sát xử lý vụ việc này. Nhưng khi ông ta vừa gọi điện thoại, lưới điện đã bị con chim đập thành nút cước, tín hiệu bị nhiễu không thể gọi đi. Lúc này con chim đang sử dụng lưới điện như một cái cung, trực tiếp bắn mình vào trong nhà. Ông già bị ép buộc phải trốn vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Ngoài kia đủ loại nồi chảo bị ném tung hoành. Rất nhanh con chim đến bên ngoài cửa. Ông ấy cố gắng mở cửa phòng, nhưng sau mấy lần thử cửa vẫn không mở được. Vì vậy ông già chỉ có thể chọn rời đi. Ông già nghe thấy không có tiếng động bên ngoài cửa, mở nhẹ nhàng một khe hở để xem tình hình thế nào. Chỉ thấy con chim bồ câu đang xem chương trình ẩm thực trên tivi. Ông già muốn chạy trốn nhưng lại va vào một cái chổi lau, may mà không làm con chim bồ câu hoảng sợ. Sau đó ông ta lén lút đi về một bên để lấy súng trên tường. Sau đó ông từ từ tiến gần nó, nhưng không ngờ là chương trình truyền hình vừa kết thúc. Ông già sợ đến mức ngã lăn ra trên chiếc ghế thang máy bên cạnh. Ghế thang máy chậm rãi đi lên và con chim bồ câu cũng theo sau sát sao và đánh ông già một trận đòn mạnh. Ông già chỉ có thể bảo vệ đầu và chịu đựng sự tấn công liên tục từ nó. Sau khi đến tầng 2, ông già mệt mỏi bò xuống khỏi ghế, nhưng con chim bồ câu hoàn toàn không có ý định tha thứ cho ông, nắm lấy ông già và ném xuống cầu thang. Ông già bị va chạm mạnh và tâm trí đã mất trật tự, nhưng để sống sót anh ấy vẫn cố gắng đứng dậy một cách lúng túng. Con chim bồ câu ở xa nhìn chằm chằm vào ông ấy. Lúc này, chim bồ câu đột nhiên vươn ra một tay. Ông già nhớ lại khi đang ở công viên, đó là cách anh ta xin một miếng bánh mì. Liệu anh ta có đuổi theo tôi chỉ để ăn bánh mì của tôi không? Chim bồ câu nhìn thấy bánh mì sau đó, ngay lập tức nó trở nên tỉnh táo hơn và lao thẳng tới. Ông già nhanh trí ném miếng bánh mì vào lò nướng, chim bồ câu cũng lao vào cùng. Chim bồ câu sau khi bị lừa cố gắng mở cửa lò nướng. Ông già lấy cây chổi trên sàn nhà, đóng chặt cửa lò nướng. Chim bồ câu đập vào lò nướng để lại nhiều dấu tay, cùng với khói dày ngày càng dày. Không lâu sau đó, một món thịt chim bồ câu nướng đã hoàn thành như vậy. Chim bồ câu cuối cùng đã bị đánh bại. Ông già sau một ngày làm việc vất vả, ông ấy mang theo thịt chim bồ câu nướng và ngồi xuống trước cửa nhà, chậm rãi lấy thức ăn và đưa vào miệng, cuối cùng cũng có cơ hội ăn món ăn đã lâu không thấy, và lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng ông già không biết rằng còn có những điều kinh khủng hơn đang chờ đợi ông ấy.